đến một cái rào cản tiếp theo nữa, đó là rào cản về môi trường. Thì chúng ta đang sống ở một cái quốc gia, Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia, một cái nền kinh tế yếu trên thế giới. Và cái gì cũng vậy, đi với cái liền đó là cái môi trường do nó không thuận lợi. Các bạn thấy không, ở một cái vùng đất nào môi trường nó không thuận lợi thì cây trái nó cũng sẽ không có lên được. Chúng ta đang ở một cái môi trường mà cái môi trường đầu tiên mà nói là đó là môi trường về cái thủ tục hành chính. Thì cái thủ tục hành chính ở Việt Nam của chúng ta, người ta hay nói cái câu là hành là chính á. Nghĩa là các cái cơ quan nhà nước của chúng ta, thứ nhất á là về pháp lý nó không có rõ ràng, nó không có quy định rõ ràng từng cái khung một một. Thứ hai là những cái người mà làm trong cái cơ quan này á, thì phần lớn á là vẫn cứ chưa có nhận thức ra được một điều rằng là cái việc ra khởi nghiệp kinh doanh là cái việc rất là quan trọng. Nó tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Và thứ ba nữa là họ sợ sai. Họ sợ sai thì họ sẽ bị trách nhiệm, họ sẽ bị phạt. Tức là nó rất là nhiều yếu tố mà nó làm cho cái môi trường thủ tục hành chính của chúng ta rất là nhiều khê. Thực sự đi, chúng ta đi xin thành lập công ty để chúng ta làm ăn thôi mà, các bạn biết không? Lên bây giờ thì nó tương đối dễ một chút xíu này. Nói chung chút xíu thôi chứ không có nhiều đâu. Các bạn lên cái phòng thông tin thì không bao giờ người ta cung cấp cái thông tin nó rõ ràng đó. Người ta nhắc một chút ấy, rồi đi về chúng ta lên làm cái họ nó sai cái rồi lại nhắc đúng cái chữ đó thôi rồi lại về. Các bạn cứ lên xuống. Ở Sài Gòn thì còn đỡ một chút xíu, ở các tỉnh thì cái môi trường thủ tục hành chính này nó còn phức tạp nữa. Chúng ta chưa bao giờ thấy một cái quy trình mà nó rõ ràng từ A tới Z đó. Chưa bao giờ. Ví dụ như các bạn vào trong một cái ngân hàng, đúng không? Ngân hàng thì các bạn thấy là người ta cho chúng ta hướng dẫn những cái quy trình rất là rõ ràng để chúng ta từng bước làm, thậm chí không có là có một người hướng dẫn cho chúng ta đi vào cái quầy nào. Còn khi mà lên chúng ta thành lập một cái thủ tục á, để chúng ta mở một cái công ty ra thì hầu như nó không có rõ ràng về đó. Rồi cái con dấu nó như thế nào, rồi các loại hình công ty, các bạn thấy ở Việt Nam chúng ta quy định rất là nhiều cái loại hình công ty thì chúng ta cũng không biết cái loại hình công ty nào mà chúng ta làm. Nên là nhiều người muốn ra kinh doanh nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Và họ biết bắt đầu từ đâu thì họ mang hồ sơ lên thì gặp thủ tục hành chính nó nhiều khê quá. Và đọc những cái ngôn từ về pháp luật thì các bạn thấy không hiểu một cái gì hết. Thậm chí nói chuyên gia thì chuyên gia giải thích luôn cũng không hiểu luôn. Nghĩa là nó quá nhiều khê. Cái thứ hai nó là bên thuế. Cái rào cản thứ hai là bên thuế. Thì các bạn thấy mà cái luật thuế của chúng ta nó cũng rất là nhiều khê, nó cũng không có rõ ràng. Thực sự nói với các bạn là một cái doanh nghiệp lớn luôn, họ kinh doanh rất là nhiều năm mà luôn cả cái việc thuế họ còn không hiểu được. Họ cả nguyên cả một cái bộ phận kế toán, bộ phận chuyên trách nhiệm về thuế, nhưng mà các bạn thấy hàng năm cũng liên tục bị phạt thuế. Và các bạn biết nhiều lúc phạt cái là bị sạn nghiệp luôn. Đừng có nói là một người khởi nghiệp của như chúng ta cứ làm ăn bình thường, một ngày nào đó đi quyết toán thuế, wow, chừng lúc đó mới lòi ra là anh phải đóng cho tôi bao nhiêu thuế này, thì lúc đó doanh nghiệp chúng ta nó sạn nghiệp luôn. Tại vì lúc mà chúng ta hạch toán vào cái gia thành chúng ta chưa tính là cái khoản thuế là chúng ta bị nó nhiều, nó nhờ vậy. Chừng cuối cùng nhà nước phải thu cái thuế đó, chúng ta lỗ. Kinh doanh bao nhiêu năm thua lỗ. Là chính sách thuế nó cũng của chúng ta nó cũng chưa rõ ràng. Về cái cơ chế quản lý kinh doanh chúng ta cũng rất là phức tạp. Các bạn biết là nó rất là nhiều tầng. Một doanh nghiệp chúng ta lập ra nó quản lý rất là nhiều tầng. Các bạn thấy là chúng ta làm một cái công ty, chúng ta lên sở kế hoạch đầu tư, chúng ta xin giấy phép. Là bên sở kế hoạch đầu tư, sau đó là chúng ta là gì, phải chạy qua bên công an để chúng ta làm cái con dấu, rồi chúng ta làm gì, chúng ta lại đi qua cái ông cơ quan thuế để chúng ta khai báo thuế, xong rồi như thế nào nữa, khi chúng ta ra hoạt động kinh doanh thì bị phương, cái cơ quan quản lý tại địa phương đó họ lại quản lý mình, mà phương có rất là nhiều người. Các bạn này có bảo hiểm của phường, có cơ chế chính sách lao động của phường, các bạn rồi có tuân thủ luật rồi gì của phường đó, rồi chưa nữa là chúng ta bị quản lý thị trường, rồi chúng ta bị cái gì, công an kinh tế, ok. Các bạn nó quá nhiều cái cơ quan mà đến nỗi mà những ngày đầu mà các bạn ra khởi nghiệp á, các bạn biết cái ông đó tới rồi ông kiểm tra rồi các bạn cũng xong, không biết cái ông đó đến cái từ cơ quan nào, mà khi mà ông đưa cái giấy ra cầm thì chẳng lẽ có cái cơ quan này nó xuất hiện ở trên đời nữa ta. Các bạn chúng ta nó quá nhiều cái cơ quan, một cái doanh nghiệp chút xíu nè mà các bạn biết rất là nhiều cơ quan, chưa nói là các bạn nào mà kinh doanh bên những lĩnh vực có điều kiện một chút xíu như là an toàn thực phẩm thì trời ơi, lại thêm xuất hiện hàng loạt mấy ông cơ quan đó, nào là cái ông an toàn thực phẩm, nào là cái ông mà tiêu chuẩn chất lượng,
rồi cái ông bộ y tế rồi vậy đó các bạn, chung là nó quá nhiều thứ đến nỗi mà tức là chúng ta thể hiện cái môi trường kinh doanh chúng ta nó chưa có được rõ ràng và chúng ta đi như trong một cái sương mù á, chứ các bạn y như chúng ta trong ở một trong một cái đám rừng á mà chúng ta không biết đường đi đâu, cũng đụng cây đụng gai hết hả. À, cái đó là cái môi trường kinh doanh của chúng ta nó tương đối phức tạp. Tuy nhiên mình cũng tâm sự ở một cái góc nhìn khác, vừa rồi mình đang phân tích là nó không rõ ràng, nó phức tạp, tuy nhiên các bạn thấy nó lại có một cái lợi thế ở ngay chỗ này mà chính các bạn cũng phải nhìn ra là cách đây 20 năm các bạn đó mà hơn 20 năm trước thì mình cũng là người ra kinh doanh. À, ở Việt Nam chúng ta các bạn như thấy là có cà phê Trung Nguyên cũng cách đây cũng cả 20 năm rồi. À, Hoàng Anh Gia Lai, rất là nhiều doanh nghiệp cách đây 20 năm, còn phức tạp hơn nữa. Dĩ nhiên khi cái môi trường kinh doanh á nó không rõ ràng á thì nó không rõ ràng cho tất cả mọi người, các bạn nhận ra điều này chưa, chứ không phải là nó không rõ ràng với bạn không. À, tức là bạn gặp khó khăn thì người khác cũng khó khăn. Cái bí mật đó là chỗ này, người nào mà vượt qua được những khó khăn đó là người đó rất là tuyệt vời. Bạn cứ viện lý do là môi trường kinh doanh chúng ta nó phức tạp, nó khó khăn rồi bạn không ra kinh doanh, nhưng mà người khác họ vẫn đi và họ được, và thế là họ trở thành cái công ty lớn mạnh. À, nghĩa là nó khó khăn là nó khó khăn chung hết, trong cái điều kiện đó chúng ta vẫn cứ đeo đuổi, chúng ta vẫn đi được, chúng ta vượt qua đó. Ý là mình nói như này, chúng ta đang bị một cái tầng, các bạn thấy không ạ, khi mà chúng ta muốn đi lên chúng ta đang bị một cái tầng nó đè này, các bạn thấy không, nó đè này, và cái người nào cứ lực mạnh á nó đè bật cái qua luôn, các bạn thấy chung ra điều này là nghĩa là nó bay rất là xa. À, chúng ta cần phải vượt qua được cái môi trường kinh doanh đó. Và tại sao Việt Nam chúng ta có môi trường kinh doanh nó phức tạp hơn các nước? À, chúng ta phải hiểu ra được cái thực tại. Như ở Mỹ, những nước tư bản á, họ có cái môi trường kinh doanh cả 300 năm rồi các bạn ạ. À, cái luật kinh doanh họ có tới 300 năm rồi. Mọi thứ họ có cái kinh nghiệm tới 300 năm rồi. Việt Nam chúng ta công bằng mà nói á, năm 2000 chúng ta mới lần đầu tiên ra luật doanh nghiệp rất là rõ ràng, rồi lại phải bổ sung tiếp năm 2005 bổ sung tiếp, các bạn thấy, rồi gần đây nhất là năm 2015 bổ sung tiếp. Các bạn nhung ra điều nào, chúng ta phải có một cái lịch sử hoạt động thì lần lần luật nó mới hoàn thiện được. À, các bạn thấy gần đây nè, những nhà làm luật, sự kiện gần đây nhất là những nhà làm luật cũng mong muốn môi trường kinh doanh chúng ta nó thoáng hơn, nhưng mà các bạn thấy cái cơ chế kinh doanh online, các bạn thấy không ạ, là một cái cơ chế mà nó rất là năng động và nhà nước hầu như là chưa có hình dung ra hết. Nên là vừa rồi có một cái điều luật mà rất là nhiều người phản ánh, đó là khi mà chúng ta kinh doanh online mà không hợp pháp trên online thì chúng ta có thể là bị phạt, mà lớn nhất là có thể là phạm tội hình sự. À, thì các bạn thấy khi mà cái luật đó nó ra thì mọi người rất là hết hồn, đặc biệt là giới trẻ. À, bởi vì cái online là chúng ta cần phải sáng tạo, có những cái mà trong thực tế chưa có nghĩ ra. À, và khi làm đó mà luật nó không cho phép thì các bạn thấy là chúng ta thành phạm tội hình sự. Nó là vừa rồi là có một loạt các cái công ty họ chạy qua Singapore, họ chạy qua bên Thái Lan, họ đăng ký, bởi vì ở những nước đó thì nó không có cấm nó như vậy. Thì lần lần rồi nhà nước cũng nhận ra, rồi từ từng bước nhà nước điều chỉnh. Các bạn chúng ta điều này nè chưa, nghĩa là ở đây mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp rất là rõ ràng ở ngay chỗ này. Thủ tục và môi trường dù nó có phức tạp chỗ nào thì không có nghĩa là nó cản cái con đường khởi nghiệp của bạn. Cái cách rất là đơn giản là các bạn hãy đi tìm những con người mà hiện tại họ đang kinh doanh rất là thành công ở Việt Nam này, những người đó họ biết cách hết rồi, đi gặp họ và nói họ chia sẻ cái cách làm sao để cái môi trường kinh doanh như vậy này, cái cách làm sao để chúng ta vượt qua được cái ngưỡng đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều vừa rồi nghe cái phần mình chia sẻ phân tích cái chỗ này.